Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn truyền hình Little Sài Gòn TV theo dõi phần tường trình trực tiếp cho mùa bầu cử 2016. Và thưa quý vị, đến giờ phút này, số phiếu của cử tri đoàn của ông Donald Trump vẫn giữ ở mức là 216. Tuy nhiên, bà Clinton đã lên là 209, là do bà đã thắng được hai tiểu bang Virginia cũng như là Colorado, thưa quý vị. Như vậy thì Virginia, Donald Trump cũng đã phải give up, thưa anh Đoàn Trọng. Trong khi đó, Nevada thì con số bây giờ là 51 nghiêng về bà Clinton, so với ông Donald Trump chỉ có 43% mà thôi. Một con số chênh lệch khá nhiều, mặc dù là chưa có kết quả chính thức, nhưng mà đó là một con số mà chúng ta thấy rằng bỏ khá xa. Vâng, chúng ta phải thấy là cái kỳ tranh cử tổng thống kỳ này nó mới hấp dẫn, bởi vì thường thường là giờ này đó là chúng ta cảm thấy là cái vấn đề thắng thua đã quá rõ rệt, thành thử ra không có ai còn có vẻ hứng khởi để mà theo dõi cuộc tranh cử tổng thống nữa. Vâng. Tuy nhiên, cái kết quả mà chúng ta có thể đến giờ phút này, có những cái kết quả mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng nó sẽ vẫn giữ nguyên, đó là những cái dự luật ở các thành phố, thưa quý vị. Thành phố Westminster thì có dự luật SS tăng thuế, thành phố Guerrero, thành phố Fan Valley có một cái dự luật cũng tăng thuế, và riêng học khu Guerrero thì thưa quý vị, Unified School District lại có thêm một cái dự luật P là để xin được tài trợ và coi như là bond lên tới 311 triệu Mỹ Kim. Thì trở lại với anh Đoàn Trọng, thì không biết rằng ba cái dự luật này kết quả đến giờ phút này như thế nào. Thì thưa quý vị, như vậy một lần nữa người dân thành phố Westminster lại móc cái túi tiền mình ra nhiều hơn. Thì thưa quý vị, dự luật SS có thể nói rằng là sẽ được pass với cái tỷ số bây giờ là 63% chấp thuận và so với 37% chống đối. Lẽ dĩ nhiên thì cái cuộc kiểm phiếu này chưa hoàn tất, kết quả chưa chính xác 100%, nhưng quý vị cũng bắt đầu rờ cái tay vào túi và hy vọng rằng là sở cảnh sát sẽ không còn đi rời khỏi thành phố Westminster. Và cũng đồng với thành phố Westminster thì người dân ở Fountain Valley có thể nói họ cũng sẽ chi ra một cái số tiền thuế cao hơn với cái tỷ số là 61% đã bầu yes, 38% và bầu no trong những cái số vừa mới được kiểm vừa qua. Nhưng có một cái vấn đề mà chúng ta trở lại một chút xíu. Kính thưa quý vị, có thể tin buồn ở Nevada đã làm cho những người hâm mộ ông Donald Trump có phần nào không hài lòng. Nhưng bên cạnh đó thì Wisconsin, kính thưa quý vị, là một tiểu bang có thể nói cũng rất nhiều sôi nổi. Thì đến bây giờ thì con số dẫn của ông Hillary Clinton, của ông Donald Trump trước bà Hillary Clinton là 49 trên với 46. Nhưng mà kính thưa quý vị, đó là chưa phải là kết quả chính thức cuối cùng. Nhưng có một điểm mà chúng tôi muốn trở lại với luật sư Nguyễn Quốc Lân. Thưa luật sư là một trong những vị dân cử của học khu. Tình hình tất cả những người Việt chúng ta tranh cử ở các học khu như thế nào, thưa luật sư? Trước khi tường trình về cái kết quả của các ứng cử viên địa phương này, tôi phải nói rằng cái tỷ lệ bầu cử tham gia thực ra có rất là đông, và hầu hết các ứng cử viên gốc Việt đều chưa biết là thắng hay không, nhưng mà được hậu thuẫn của các cử tri gốc Việt rất là nhiều. Bằng chứng là cái số thống kê từ cái phiếu bầu kiếm diện đã ra rất là cao cho tất cả các ứng cử viên, ngay cả từ supervisor, tức là giám sát viên từ cấp 1, khu vực 1 để xuống như vậy. Đến học khu Guerrero, học khu vừa rồi chúng tôi vừa tường trình là học khu Guerrero, với có sự tôi nghĩ là có sự đắc cử của luật sư Dina Nguyễn vào hội đồng giáo dục của học khu Guerrero. Kế đến là học khu Westminster, thì chúng ta thấy có hai ứng cử viên gốc Việt là chị Francis Nguyễn Thế Thủy hiện nay đang đứng hàng 2 là 32.2%, với lại Corey Chương ở đứng kế tiếp là 29.1%. Cùng lúc đó có đương kim chủ tịch, tức là luật sư James Power là đã được về nhất với tỷ số là 38.7%. Đây là tỷ lệ tôi nghĩ rất cao và nó rất là nguy hiểm. Một trong hai ứng cử viên gốc Việt là chị Francis Nguyễn Thế Thủy và những kho chuông sẽ phải giành một cái ghế đó trong thời gian sắp tới. Riêng đặc biệt với học khu Coast Community College, là học khu đại học cộng đồng, với ứng cử viên Jonathan Bảo đã đứng về nhì với 20-mấy%, thua rất là xa với cái người đương kim là chủ tịch, đương kim là ủy viên giáo dục của học khu Coast Community College. Một cái đơn vị khác là khu vực số 2 của anh Vọng Xavier Nguyễn, chống lại cựu dân biểu liên bang Jerry Patterson, anh Vọng cũng không được khá hơn trong cái cuộc tranh cử vào chức vụ ủy viên giáo dục của học khu Coast Community College. Nên nhớ rằng đây là cương vụ rất là lớn, mặc dù chia khu vực nhưng mà cử tri trên toàn khu vực họ gọi hơn một nửa quận cam phải bầu cổ phiếu này, cho nên đây là chức vụ chúng tôi biết rằng rất là khó khăn cho cả hai thành viên này. Riêng ở đặc khu sở vệ sinh là Midway Sanitary City, anh Charlie Nguyễn Minh Chí đang về nhất với cái số 26.6%, tức là được 5.300 phiếu. Nhưng mà người về nhì
là đến 24%, 24.9%, nhưng mà chỉ có 3.000, họ cách nhau chỉ có 3.300 phiếu thôi. Còn con số này rất là thay đổi, phải nói là con số này rất là gần, và anh Johnny chỉ cũng chưa chắc chắn rõ ràng theo hướng nào, thì cái đó là cái kết quả hiện nay là như vậy. Riêng về các nãy Đoàn Trọng có nói về cái kết quả cái measure đó, thì thành phố Westminster với dự luật SS để tăng 1% thuế lên 1% thì đang về nhất với số 63% trên 37% no. Ở đây tôi nghĩ đây là con số có thể là cái dự luật SS của thành phố Washington sẽ thành công. Dự luật XX tức là HH của thành phố Fat Valley đúng là cũng đang thắng dẫn đầu với 61% thắng, 60% yes thuận và 38.4% không chấp thuận. Thì như vậy tôi nghĩ rằng cái dự luật SS XX của thành phố Fat Valley sẽ thắng. Riêng cái dự luật P, dự luật P của thành phố học khu Garden Grove, đang dẫn đầu với tỷ số là 75.9%. Đây là con số, phải nếu mà con số này được dẫn tiếp tục như vậy thì đây là con số sự hỗ trợ rất là hậu thuẫn rất mạnh của học khu Gandro. Hầu như cái dự bond không có khi nào lên đến 70%. Nếu mà thực sự sau cùng kết quả lên đến khoảng 70% trở lên đó, thì tôi nghĩ là một phần không phải là không những là cho sự hỗ trợ của cử tri gốc Việt, mà là hỗ trợ cái tin tưởng vào các học khu Gandro, họ sử dụng tiền một cách đúng đắn như thế nào đó để được có lòng yêu thương của các cử tri khu vực này. Thành ra đương nhiên nếu mà được lên tới 70% là con số là lịch sử, con số rất là đặc biệt, và tôi đang chờ coi kết quả có vâng, tiếp tục. Và trước khi mà trở lại với nghị viên Pháp Bùi về tìm hiểu về một số những cái racist mà về ethnic group, về nhưng mà trước khi chúng ta đi vào phần đó thì anh Đỗ Tân Khoa cho phép khán thính giả chúng tôi nhìn lên tại New York, kính thưa quý vị, cách không xa trung tâm Javits Center nơi đặt tổng hình dinh chiến thắng của bà Hillary Clinton, kính thưa quý vị, thấy những người hâm mộ của bà, những người ủng hộ của bà đã có những dòng nước mắt chảy ra khi cử tri đoàn đại biểu cử tri đoàn của phía bà ông Donald Trump đã lên tới 228 tại Trump Center. Thì kính thưa quý vị, bao nhiêu nón đỏ, bao nhiêu cờ đỏ, bao nhiêu cái nụ cười tươi có thể nói bùng lên ở trung tâm Trump Center ở New York. Và đến bây giờ có thể nói một điều mà tất cả mọi người không thể tưởng tượng đến, đến bây giờ cuộc đua vẫn còn ngang ngửa. Và có thể nói rằng, nhưng quý vị thấy hình ảnh của những cái chiếc nón đỏ đã bay lên trong cái nền trong cái hội trường của Trump Center. Kính thưa quý vị, điều gì đang xảy ra và tiểu bang Iowa thì như thế nào? Dạ vâng, và trước tiên thì Iowa thì bây giờ thì con số đã nghiêng về ông Donald Trump không phải là 209 hồi nãy nữa, mà không phải là 216 nữa, mà là 232 thêm Đoàn Trọng. Wow. Là tại vì ông vừa mới lấy về tiểu bang North Carolina nữa, và bà Clinton thì vẫn giữ ở mức là 209. Riêng cái Iowa thì Đỗ Tân Khoa nghĩ rằng chà, bà Clinton khó mà có thể nhận được, vì hiện tại bà chỉ ở mức là 40%, trong khi ông Donald Trump là 51%. Xem như là đây là một tiểu bang lại một lần nữa lại về tay của ông Donald Trump đến giây phút này. Vâng, vì đó là một trong những cái chiến thắng mà khó có thể nói đến được, vì tiểu bang Iowa chỉ có một hãng truyền hình, đó là hãng Fox, đã có thể nó tận dụng tất cả những khả năng của họ để yểm trợ cho con gà của họ, của đảng Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, đó là Iowa, và rất nhiều người nói đến Iowa sẽ rơi vào tay màu xanh, tuy nhiên là bầu của Hillary Clinton, nhưng đến bây giờ thì mọi sự việc đều khác hẳn. Đó là một vài tin tức mà chúng tôi gửi đến quý vị, và quý vị cùng với chúng tôi để chờ xem ai sẽ là vị tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ lần thứ 45 này. Và trở lại địa phương thì có cái tin gì vui thưa anh? Dạ vâng, hiện tại thì trở trước tiên rồi chúng ta về địa phương á, thì về vấn đề thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ thì hiện tại thì bà Harris đang dẫn trước bà Loretta Sanchez ở con số là 57.6% trên 42.4% thưa anh Đoàn Trọng. Và bên cạnh đó thì bà Linda Sanchez, em gái của bà Loretta Sanchez, thì lại đang dẫn trước ở địa hạt số 38, 52.8% trên Ryan Downing là 41.2%, một con số khác là biệt khá nhiều. Trong khi đó thì nữa, ông Ed Royce một lần nữa lại được sự tin tưởng của cử tri khi ông đang dẫn trước với con số là 62.5 so với đối thủ của ông là Brad Murdoch chỉ có 37.5% mà thôi thưa anh Đoàn Trọng. Wow, kính thưa quý vị, đó là một vài kết quả bầu cử tại địa phương. Chúng ta cũng không quên rằng hiện nay địa phương chúng ta đang chờ đón những cái tin tức về cuộc bầu cử này một cách rất là nóng hổi. Bao nhiêu người đều ở nhà và tập trung vào xem kết quả như thế nào. Kính thưa quý vị, một cái tin vui cho đến tất cả các quý khán thính giả yêu chuộng ông Donald Trump là tại tiểu bang Georgia. Kính thưa quý vị, ông Donald Trump đã có phần nào nhích về và cái màu đỏ đã lên với ông tại tiểu bang Georgia. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua một chương trình đặc biệt bầu cử 2016, và chúng tôi trở lại quý vị trong giây lát.